Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm chúng ta dùng một cái ống để chúng ta liên kết giữa cái van của cái bồn nước và cái van của cái nước máy các bạn ha, để chúng ta liên kết với nhau. Khi mà chúng ta dùng cái vòi chung của hai ống này thì chúng ta sử dụng nước, khi mà cúp nước chúng ta thì vẫn xài được nước của bồn, và chúng ta xài được nước máy thì nó rất là mạnh. Thì chúng ta có thể ứng dụng vô được cái máy giặt ha, và cái vòi xịt vệ sinh đấy. Rồi mình chia sẻ với các bạn cho các bạn xem tham khảo sơ qua. Đây, cái vòi vệ sinh của mình, rồi bắn thử cho bạn xem nha. Nó rất là yếu các bạn nha, nó yếu giống như là không không thể nào chấp nhận được nếu mà cái vòi nước nó chảy như thế này các bạn ha. Rồi, thấy không? Đấy, quá là yếu luôn các bạn ha. Yếu như thế này thì chúng ta hầu như là rất là khó chịu đấy, thì mình sẽ làm cho nó mạnh hơn. Rồi bên cạnh đó mình chia sẻ kinh nghiệm nhỏ xíu nha. Đấy, cái bồn toilet như thế này các bạn nha, các bạn lựa cái bồn á, chúng ta lựa cái bồn mà cái phần mực vành nè, mực nước vành á, nó nhỏ thôi, cái diện tích nó nhỏ, giống như các bạn vào những cái siêu thị lớn á. À, siêu thị Co.opmart, Big C này kia, những cái toilet của người ta, cái ống mà thoát ra bên dưới nó rất là nhỏ, rất là hẹp, thành ra cái lượng nước nó xài rất là ít heo các bạn ha. Còn bình thường cái đó với cái bồn này của mình xài khoảng một xô này mình dội nó mới xuống nè. Xô này là cũng hơn 3 lít, 4 lít ngoài rồi, các bạn ha. Thành ra rất là hao nước các bạn nha. Lúc trước mình xây nhà khá là lâu rồi, nghe người ta nói cái bồn này khuyến mãi giảm em mua. Rồi, thành ra về nghiên cứu mới biết. Đấy là một cái kinh nghiệm để chúng ta để ý rồi ha, chúng ta xài. Bây giờ không lẽ đi đào cái bồn lên mình thay sao được, nó ô nhiễm, nó hôi rất là nhiều, người xung quanh khó chịu, nó thành ra xài gì nó hao nước gì, lâu dài nó tiết kiệm không có bao nhiêu mà ban đầu lúc mình mua cái giá mà về sau nó tốn kém rất là nhiều cái lượng nước chúng ta sử dụng các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là đây, mình sẽ mở ra nước cho các bạn xem thử nha. Đây là cái nước máy. Đây, đây mình mở nè, mình mở bật cái van nước lên rồi nha. Nước máy này khá là mạnh các bạn ha. Mình đang cho nó chảy lên trên nè. À, mình đang cho nó chạy lên bồn các bạn nha. Mình khóa lại. Đấy, mình khóa cái van nước chảy lên bồn. Đấy, là nước máy nó ngưng rồi ha. Rồi bây giờ các bạn nhớ trước khi ấy thì chúng ta khóa cái van nước chính, rồi chúng ta cưa ống các bạn ha. Rồi mình sẽ đi luôn cái ống, mình đi luôn cái ống vô cái máy giặt, tại máy giặt mình để tới bữa nay để mình làm chung cái video này luôn nè ha. Đấy, thì cái van này là cái van của đường ống, mà cái ống này là từ cái ống của nước bồn xuống, thành ra cái lượng nước nó chạy khá là yếu các bạn nha, nó chạy vô cái máy giặt chạy không nổi, nên mình phải đổi như vậy, mình đổi cho nó mạnh hơn. À, thứ nhất là làm nhiều việc nó dễ hơn các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cưa ống các bạn nha, cưa ống và mình bắt đầu mình làm. Các bạn chuẩn bị cưa nè ha, ống nè ha, ống nhựa. Cái ống đó trên các bạn hiện đang thấy là cái ống là 21 phi, à, ta gọi là phi 21 các bạn ha. Đây, nó có 21 đây các bạn nha. Đây, ống phi 21. Đó, các bạn ra ngoài tiệm điện bán ống nước vật liệu xây dựng đó, các bạn nói lấy cho tôi cái ống phi 21. Các bạn mua thêm cái đầu chụp hờ ha, mua một cái hờ. Rồi các bạn mua co chữ T. Đấy, tùy theo cái đường đi mà các bạn mua hai ba co. Rồi các bạn mua hờ một cái van luôn các bạn ha. Đấy. Đó, của hiệu Bình Minh. Rồi, chúng ta thêm một cái nữa là chúng ta mua cái keo. Keo đây. Keo dán ống nhựa PVC. PVC. Đây là một cái hiệu Mitic. Rồi đây là một cái hiệu khác của Minh Xuân. Rồi, keo dán ống nhựa các bạn ha. Rồi các bạn mua thêm keo non. Đấy, đây là những cái món mà chúng ta cần sử dụng để chúng ta tiến hành thao tác.
chúng ta làm một cái cưa nữa các bạn nha. Bạn nào có cưa rồi thôi khỏi mua, còn không có thì chúng ta mua chuẩn bị để cho nó đủ cái dụng cụ chúng ta làm. Bây giờ mình cấp nước rồi các bạn ha, giờ mình tiến hành cái ống này là cái ống đi lên bồn, thì chúng ta nhìn theo cái đường mà cái thợ làm hoặc là chúng ta đã từng làm thì chúng ta biết. À, các bạn nhìn nó đi lên bồn chúng ta biết rồi, cái ống này là ống của đường nước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt cái ống này, nó đi ra chữ T đây và nó đi qua đây, nó đi ra ngoài trước đó, đó là cái máy giặt. Thì bây giờ mình sẽ cho hai cái đầu này nó nối lại với nhau ha. Hai đầu này nối lại với nhau, bây giờ mình sẽ cưa, mình sẽ suy nghĩ. Thì nếu mà nối lại như vậy thì nó thành chữ T, chữ T, cái đầu chữ T nó sẽ đi ra hướng đây. Rồi ở trong này nó sẽ có cái ống mà nó đi ra nữa, đặng nó chụp hai cái đầu lại với nhau. Rồi bây giờ chúng ta suy nghĩ rồi ha. Rồi nếu như vậy thì chúng ta cần hai con chữ T là chúng ta là tiết kiệm ống nhất, chỉ cần một cái khúc ống nhỏ 21 này để chúng ta nối hai cái đầu chữ T lại thôi. Mình ví dụ như vậy nè, cái phần này chúng ta cưa ha, đấy là chúng ta đưa cái ống này là chữ T vô đây nè, đấy đấy. Rồi cái ống bên này thì chúng ta cắt đấy đó, chúng ta cắt chúng ta đưa như vậy các bạn ha, thì đưa như thế này là thành công đó. Nhưng mà cái đoạn giữa này nó ngắn thôi, tại vì chúng ta nó thấy nó đây nó gần quá, chúng ta cho nó ngắn lại cho nó vừa khít lại còn ha. Đấy thì mình sẽ cưa như thế các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cưa. Các bạn nhớ đặt cái co chữ T vô để chúng ta nhóm chân luôn các bạn nha, để coi chừng nó bị thiếu ống thiếu này kia đó. Rồi cái phần ống trong nó có thể xây dịch được thì chúng ta đỡ được một cái là chúng ta có thể di chuyển dễ hơn. Các bạn coi cái góc cạnh đồ rồi coi chừng nó vướng đâu nha, nên chúng ta cưa chúng ta chì heo luôn các bạn ha. Rồi chúng ta cưa chì heo cái phần mà chúng ta gắn vào khúc này nữa, gắn vào một đoạn cái mắt này nữa nè. Đó, hình như chúng ta cưa chúng ta nhớ chì heo các bạn nha. Đấy mình sẽ cưa, nếu mà cưa sát đây thì nó khó, thì mình cưa nó ra ngoài xíu, mình cho nó ra ngoài xíu luôn ha. Đó, mình sẽ cho nó cưa như thế này. Rồi bắt đầu mình sẽ cưa khúc này. Nước trong ống cũ nó còn các bạn ha, nên nó chảy không sao, mình quá ban nước rồi. Rồi chúng ta khóa như thế các bạn ha, để mình lau cái camera xíu rồi. Rồi, chúng ta vừa tiếp các bạn ha. Cái van này nó hơi cứng các bạn ha, do ít sử dụng các bạn. Rồi, đấy, cái ngang luôn thì nó chặt hơn các bạn nha. Thank you.
Cũng trừ heo luôn các bạn nha. Trừ heo để làm sao chúng ta có xài á. Chúng ta có xài chúng ta xài được.
Các bạn đo thế này ha, chúng ta nhắm chừng khúc dưới, chúng ta cho nó vào tới chỗ này. Cái chúng ta chịu nè, chúng ta đè nè ha, chúng ta đè như thế này, đẩy đẩy ra sau, cưa nó dễ ha. Rồi bây giờ để ráp vô thì các bạn lau sạch nước ha, lau sạch nước và chúng ta ráp vào ấy băng keo các bạn nha. Các bạn lấy bông keo ha, chúng ta thoa trong cái vòng này thôi ha. Đây, cái hộp này hộp mới nên mình lấy hộp cũ. Cái này nó mau khô lắm đó các bạn nha, chúng ta pha khoảng chừng 10-20 giây thôi là chúng ta chậm vô liền các bạn nha. Mà ăn kêu này nó khá là hôi, các bạn ngửi ít thôi, chẳng ngửi nhiều vì ngộ độc các bạn nha. Có hồi trước mấy đứa nhỏ nó lấy ăn kêu này nè, nó hít đó các bạn, nó ghiền á, rồi nó nhập viện mấy đứa nhỏ trẻ trâu mà nghe những lời suối vậy không đúng mà. Có nhiều cái chuyện mà trên mạng người ta đồn, mấy chuyện nó làm ảnh hưởng tới nhiều người mà người ta không có kiểm chứng, người ta là những cái thành phần mà họ muốn phá hoại đất nước chúng ta mà ha, họ tuyên truyền những cái điều sai á, tuyên truyền những cái điều sai sự thật, cái chúng ta không biết, chúng ta nghe theo ảnh hưởng rất là lớn các bạn. Rồi tạm thời là vậy các bạn nha, hình như là mình cưa nó hơi thấm rồi. Rồi cái ống sau thì cái ống này thì nó cũng không sao, không nó nổi thì cũng gịch nó xuống một xíu các bạn ha. Để coi cái phần này, hai cái phần này nó gần nhau quá, tiền này cho vô trong, thì
hàng này nó sẽ ăn khớp với một cái ống, ống này rất là ngắn. Lấy cái ống này luôn cũng được. Rồi giờ mình sẽ dán keo luôn các bạn ha. Cái này nước thì bạn nào chịu khó làm là làm được các bạn nha. Nước không có tiếng nổ là khó hơn điện. Điện thì chúng ta mới sợ, nước thì chúng ta suy luận, chúng ta có sức khỏe chúng ta cưa là được các bạn ha. Nước thì chúng ta chỉ cần biết cưa ống là được. Còn những cái cách đi thì các bạn tự hình dung, cái nào chúng ta thấy thuận lợi nhất thì chúng ta làm thôi. Các bạn làm vài lần có hư rồi, có ấy này kia, có sửa này kia, tự nhiên các bạn làm được hết, không có phân biệt nam nữ đâu. Mình thấy nhiều người nữ mà làm cái này cũng giỏi lắm. Các bạn biết chút chút chúng ta làm giúp được gia đình rất là nhiều các bạn nha. Ây da, quên luôn rồi, quên luôn rồi. Các bạn gắn áo trong chứ đi ha, áo ngoài, áo ngoài chúng ta đẩy nó sao nó dễ hơn, cho nó vô sao chủ yếu là áo nó trong các bạn nha. Bạn thấy không, nó đang nhanh lắm. Đó, đúng như gà chắc. Ok, phải cường khúc rồi. Phải cường khúc lại bạn. Phải cường khúc các bạn nè. Rồi, giờ mình cưa đi. Mình cường khúc đi, nó còn dài quá, nó không có vô gì được. Các bạn kê xuống cái chỗ nào có thăng bằng chắc á, rồi ta cưa cho dễ nha. Mình kê rồi mình mới nhanh được á. Bây giờ chúng ta dán keo vào nha. Các bạn cho keo vô mấy cái lỗ này cũng được, không nhất thiết là chúng ta phải tha mấy cái đầu này nó ha. Nó lọt vô nó sẽ ok luôn các bạn xem. Thành cam rồi mà, chúng ta cam rồi thì nó lọt là nó vô luôn ha. Đúng lên trên này các bạn nha. Do cái khớp này nó cứng quá. Sai sai rồi. Này xuống đây nè.
vô cái này được là chua lắm các bạn nha. Ok, thành công rồi các bạn nha. Rồi, bây giờ mình cho các bạn xem nha. Cái van này thì nói chung là hai cái ống này nó đã liền với nhau nên một cái van này khóa luôn cũng được, không nhất thiết phải cho nó hoạt động các bạn ha. Cái van này là van chính của cái đường nước máy lên. Mình cho nó mở nè các bạn nha. Rồi mình khóa rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ phải mở cái vòi nước hồi nãy các bạn nhìn thấy rất là yếu đúng không? Đấy. Giờ rất là mạnh các bạn ha. Đấy. Ồ, xịt rất là êm luôn các bạn nha. Quá êm. Đấy, như thế này là quá quá tuyệt các bạn nha. Xịt. Để xịt sạch đít luôn. Rồi ok. Rồi mình coi. Mình coi thử cái van dòi sen. Van dòi sen thì cái van này nó chạy nào giờ nó vậy các bạn nha. Thì chúng ta lựa cái vòi mà hôm trước mình chia sẻ với các bạn là tăng 400 áp suất á thì nó im hơn để mình rảnh mình thay cái nó sau. Rồi mình cũng thủ đó các bạn, thủ một cái ống nè, ống lớn để mình cho nó xả từ bồn xuống, xả cho mạnh nè. Thì các bạn xả này là xả ngang, còn chúng ta co có thêm một cái chấu nữa để mình lấy cái chấu này đây các bạn nha. Đấy, chúng ta câu thêm cái đầu này xuống cho nó chảy xuống cái thùng các bạn ha. Đấy. Đó, câu thêm gì gì nè đó cho nó chảy xuống cái thùng nữa là ok đó. Rồi chúng ta xả nước bồn xuống thùng cho nó lẹ nếu mà trường hợp hút nước. Bây giờ nước khá là mạnh các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta tận dụng cái ống cũng cùng cái đường dây hồi nãy để chúng ta cho nó đi vào cái máy giặt. Đây, bây giờ mình tiếp cái này các bạn nha. Rồi, cái máy giặt thì nó có hai đầu các bạn nha. Cái đầu này thì nó gắn vô cái máy giặt, còn cái đầu này là nó đi vô cái van nước. Cái đầu này là đầu khó nhất tại nó có cái đồ chụp nữa các bạn, nó không phải là một cái xoắn như thế này. Cái xoắn như thế này chúng ta xoắn vô cái là dính luôn rồi, mà nó thiết kế kiểu gì đó mà nó như vậy nè, thành ra là phải thiết kế thêm cái này rồi chụp cái ron chặn nước lên nữa. Nó rườm rà, nó không có hay bằng cái này các bạn ha. Nếu mà hai đầu được giống như vậy thì rất là yên, rất là lẹ, không mất thời gian chúng ta làm. Giờ chúng ta bắt đầu các bạn nha, gắn vô thôi. Rồi mình gắn vô cái này nó dễ các bạn nha, hầu như các bạn nào cũng biết rồi.
chúng ta chỉ cần gắn xoay vô cái khớp nó thôi. Nhớ băng băng keo non các bạn nha, băng keo non để cho nó khích vào. Cái phần này thì các bạn xoay hơi chặt xíu, chặt vừa thôi, đừng chặt quá các bạn nha, thấy vừa vừa, hơi cứng cứng ra là được rồi. Chúng ta tiếp chúng ta gắn cái đầu còn lại các bạn nha. Để gắn cái đầu này vào, trước tiên các bạn phải dùng dây mít nha. Chúng ta chụp cái này vào nè, đấy, chụp cái đầu này vào. Đó, cho cái phần ốc này nó nằm dưới các bạn ha. À, xin lỗi các bạn, ngửa các bạn nha. Chúng ta phải xoay vô đây trước. Đấy. Rồi, xoay vô đây trước các bạn ha. Rồi, chúng ta mở ốc ra. Rồi, các bạn nhớ đẩy cái ron vào nha. Mình để mình bỏ cái ron. Rồi các bạn xây mấy con ốc rộng ra giống giày giống như mình ha. Rồi các bạn bỏ cái rau vào trong nè. Đó, cho nó lọt lòng ở trong. Rồi. Và cái phần xoắn cái răng ở dưới á, cái răng dưới đây thì chúng ta xoay vô cái phần này. Các bạn muốn chắc ăn thì chúng ta quấn keo non ở đây ha. Rồi, chúng ta xây theo cái khớp cho nó vào trong các bạn ha. Đấy, cái phần này xây vừa thôi bạn nha, không xây nhiều nha. Tại cái phần này chúng ta cần phải gắn vô cái van này nè, siết lại nè. Thành ra chúng ta xây sát lên quá cái ron này, đậu lên trên là cái phần mà nó ăn khớp vô cái mắt này nó rất là ít, nên thành ra là chúng ta phải xây ít thôi, xây vừa thôi. Rồi giờ các bạn lấy cái bít xoắn mấy con ốc này lại ha. Ta siết hơi chặt tay các bạn nha, nó hơi vướng vô cái bách tường hơi khó, thì các bạn tạo cái thế gịch cái ống ra. Thành ra cái thiết kế ban đầu cái ống chúng ta phải như nó già già để chúng ta gịch ra cho nó dễ các bạn ha. Rồi như thế này xong rồi chúng ta khởi động được là ok, nước là cho nó vô là ok các bạn nha. Rồi ok các bạn nha, chúng ta siết chặt quá thì nó sẽ ăn, nó lún sâu vô luôn cái ống các bạn nha. Rồi bây giờ mình vỡ van nước các bạn nha. Rồi, mình cho máy khởi động các bạn nha. Bắt đầu. Nước đã chạy ok rồi các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.